Xin chào tất cả các bạn, mình là Tiến Thành, sinh viên khóa K2 của Đại học VDX. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với sinh viên EDX học và làm bài tập như thế nào. Và trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với bộ môn Automation Marketing và thực hiện cái yêu cầu đó là sử dụng phần mềm Python để đăng nhập vào một nick Facebook và đăng status ngẫu nhiên trên đó. Thì ở đây mình đã có chuẩn bị sẵn một cái list status và mình sẽ chọn ngẫu nhiên trong số đó. Đây là một trong những cái status có khoảng chục cái status và mình sẽ chọn ngẫu nhiên trong này để đăng lên trên Facebook. Ok, ta cùng nhau đón xem nhé. Đó, ok, nó đã cập nhật cái trạng thái trên Facebook rồi, đã có một cái status mới đã được cập nhật rồi đấy ạ. Ok, và cũng có thêm một cái cái thao tác nữa, đó chính là nó sẽ kiểm tra xem nick này là nick sống hay nick chết. Đó, thì ở đây là nick sống và để cho chắc ăn thì mình đã in ra cái status này bên đây. Đó, chính là cái status này nó được chọn ngẫu nhiên trong cái file text vừa rồi. Ok, và video của mình sẽ kết thúc tại đây. Xin chào và cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.